xin chào quý vị và các bạn phải nói rằng là hôm nay là một cái ngày mà có quá nhiều các cái tin tức dồn dập đến từ cái việc thủ tướng do thái netanyahu có cái bài phát biểu trước quốc hội hoa kỳ à, ông đã cảm ơn nước mỹ đã luôn sát cánh với do thái trong một cuộc chiến chống khủng bố đến cái việc uh, nhiều cái thông tin thêm nhiều thông tin về cái tên ám sát cựu tổng thống trump từ giám đốc fbi christopher ray ông này đã cho biết thêm cái thông tin từ cái cuộc điều trần vào ngày hôm nay và đặc biệt hơn nữa là cái bài phát biểu vào lúc 8 giờ chiều ngày hôm nay của Joe Biden tại cái bàn làm việc của ông ta. Và ông ta đã đưa ra cái lý do tại sao mà ông ta quyết định rút lui, không có ra tranh cử cái nhiệm kỳ thứ hai. Phải nói rằng là có nhiều cái tin tức, nó hôm nay rất là nhiều nhưng mà trước hết thì mình cũng phải nói đến cái bài phát biểu của Joe Biden. Ban đầu đó thì là họ dự định là, nhưng mà người biết là và cái giờ 8 giờ chiều là cái giờ nó chưa phải là cái giờ vàng. Ở bên Mỹ đó cái giờ vàng là cái giờ 9 giờ, 9 giờ tối là cái giờ vàng, cái giờ giờ cái giờ đẹp nhất, cái giờ mà nhiều người sẽ mở tivi lên để mà xem. Đó là cái mà họ cái thống kê của họ từ từ xưa đến nay rồi. Nhưng mà có vẻ như từ khi mà mọi người có sử dụng các cái cái điện thoại thông minh thì mình nghĩ là giờ nào cũng là cái giờ vàng cả chứ không có không nhất thiết là phải 9 giờ tại bây giờ truyền hình TV cũng không có còn nhiều người bật lên để xem nữa hầu hết là mọi người xem tin tức qua cái chiếc, chiếc điện thoại thông minh của mình thôi cái iPhone của mình thôi cho nên là cái điểm đặc biệt hơn nữa là 8 giờ cũng là cái giờ cũng quá là khá muộn đối với Joe Biden rồi mà nếu mà để tới 9 giờ để cho ông phát biểu thì coi như lúc đó là coi như là ông ta cái giờ là giờ ngủ của ông rồi <laughs> cho nên là họ đã bắt buộc họ quyết định là chọn 8 giờ chiều cái giờ mà mọi người có thể là đang ăn uống, đang quây quần bên gia đình nấu nướng này nọ, thì cái giờ đó là họ coi đó là cái giờ tốt để cho Joe Biden phát biểu. Thì trong cái bài phát biểu thì nói tóm lại, nó nói gọn lại một điểm là ông cho rằng là cái cái lý do mà ông đi đến cái quyết định để mà không ra tranh cử nữa, đó là vì ông tin rằng là vì lợi ích tốt nhất cho đảng của ông ta và cho đất nước à ông cho rằng là ông quyết định từ bỏ cái cuộc đua này để mà truyền cái ngọn đuốc cho cái thế hệ trẻ hơn. Và ông tin rằng đó là cái cách tốt nhất để mà đoàn kết đất nước lại. Thì chúng ta không biết là có đoàn kết hay không thì chưa biết, nhưng mà ông đã truyền cái ngọn đuốc cho một cái người phải nói là yếu kém hơn ông ta, thiếu kinh nghiệm hơn ông ta. Một cái người mà chưa có đạt được một cái thành tích gì gọi là nổi bật. 3 năm rưỡi ông làm tổng thống và bà ta làm phó thì hầu hết bà ta chưa có đạt được một cái thành tích gì cả ngoài trừ cái việc là bà ta nhiều người tung hô rằng là bà ta đã là cái người phó tổng thống đầu tiên người phụ nữ đầu tiên đã đến cái nhà thương phá thai tại vì bên phe dân chủ là họ luôn luôn là ủng hộ cái việc phá thai mà cho nên là họ nói rằng là đó là cái điểm sáng giá nhất của bà Kamala Harris có nghĩa là giết trẻ em <laughs> Họ nói tóm lại là ông cũng cho biết rằng là cái việc bảo vệ nền dân chủ quan trọng hơn bất kỳ cái danh hiệu nào và ông có được cái sức mạnh và tìm thấy cái niềm vui khi được làm việc cho người dân hoa kỳ à, ông cũng nói thêm rằng là cái điều tuyệt vời của nước mỹ ở đây là không có những kẻ độc tài cai trị nếu mà ông nói được câu đó thì cũng thấy hơi lạ tại vì ông biết là ông không còn đủ năng lực cho nên ông mới không ra tranh cử cái nhiệm kỳ kế tiếp mà thật ra cũng không phải do ông quyết định đâu mà là do đảng của ông ta quyết định ép buộc ông ta phải ngưng cái cuộc tranh cử và cái người đứng đằng sau đó là ai cũng biết rồi đó là Obama. Mà nếu mà ông nói được câu là đất nước của ta không không có những kẻ độc tài không không để cho những kẻ độc tài cai trị thì mình cũng nghĩ là thiết thiết nghĩ là ông ta cũng nên từ chức ngay lập tức chứ không còn bám lấy cái cái cương vị này cho đến hết cái nhiệm kỳ gì đâu. Cho nên là nói một đảng là một nẻo đó chính là cái phe dân chủ đó chính là Biden nó lại là cái bài phát biểu này được mình nghĩ rằng là sẽ còn có rất là nhiều các cái nhà phân tích các nhà bình luận sẽ còn nói nhiều về cái bài phát biểu của Joe Biden vào ngày mai. Tại vì bây giờ cũng là vào cái ban tối rồi, cho nên là họ chỉ có nghe cái bài phát biểu của, của bà ta của ông ta thôi. Còn cái việc mà nhận xét đánh giá thêm về cái bài phát biểu của ông ta như thế nào thì chắc chắn là ngày mai sẽ còn có có nhiều các tin tức nhiều cái thông tin hơn và tất nhiên là chân như cũng sẽ chia sẻ với tất cả mọi người vào ngày mai thêm về cái bài phát biểu này đó là về cái bài phát biểu của joe biden trong ngày hôm nay lúc 8 giờ chiều trong khi đó thì uh, thủ tướng do thái ông netanyahu một trong những đồng minh thân cận của nước mỹ phải nói rằng là do thái và hoa kỳ luôn luôn sát cánh với, với nhau nhưng mà nó cũng vào từng vào cái thời điểm một và cái thời điểm mà bên uh, tổng có tổng thống của cộng hòa nó rất là chắc bền chắc nhưng mà khi mà có tổng thống của phe dân chủ lên á thì nó cũng không có được uh, tốt đẹp cho lắm, nó cũng không có được uh, Phải nó là vui vẻ gì cho lắm. Nhưng mà người biết là tời 8 cái năm 8 năm của Obama thì là Obama chả coi do Thái là cái gì cả và luôn luôn ủng hộ cái phe khủng bố. Và bây giờ thì y chang. Bây giờ y chang, Biden cũng tiếp tục mặc dù là luôn luôn mặc dù ở bên ngoài thì cho rằng là ủng hộ do Thái hết mình. Nhưng mà bên trong thì lại ủng hộ cái phe khủng bố. Trong cái ngày mà ông ta đến đây, ông Thủ tướng Do Thái đến đây để mà có bài phát biểu trước quốc hội đó, thì bên ngoài đã có hàng trăm người xuống đường biểu tình ông ta và ủng hộ Palestine. Đó mọi người thấy không? Mình không, nếu mà nhớ không lầm thì vào cái thời Obama, cái đám người biểu tình này nó không có nó không có dám lớn mạnh tới cái bức như thế vậy. Bây giờ là con nó, nó, lộ rõ nguyên hình luôn là nó ủng hộ khủng bố luôn. Nó kêu gọi là nó sẽ giết, nó sẽ giết, giết cho Thái. Nó giết những ai mà theo cho Thái. Nó hô hào ở, ở cái những cái nơi biểu tình. Rồi nó đốt cờ Mỹ. Rồi nó dương cao cái lá cờ của Palestine lên. Và cái thời của Biden nó nó, nó còn tệ hại, nó còn kinh khủng hơn vào cái thời của Obama trước kia nữa. À, tin cho biết rằng là và, và ngay chính những cái người mà nên để cho người dân làm gương đó thì ngay chính những người này cũng ủng hộ cũng ủng hộ Palestine thì còn còn nói gì nữa ngay chính bà Kamala Harris đáng lẽ ra hôm nay bà ta phải có mặt tại hạ viện tại quốc hội để mà tiếp đón ông thủ tướng nhưng mà bà ta đã không có xuất hiện bà ta nói là bà 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 ta bận uh, vận động ở cái nơi khác cho nên bà ta không có thể về kịp bà cựu chủ tịch hạ viện bà Nancy Pelosi và hàng chục các nhà lập pháp khác cũng đã không có mặt trong cái bài phát biểu của thủ tướng Joe Thái trong ngày hôm nay. Bà này, bà phó thì bà nói rằng là bà sẽ gặp uh, thủ tướng Do Thái vào uh, ngày mai gặp riêng. Uh, nhưng mà cái quyết định của bà này đã khiến cho rất là nhiều các uh, quan chức của Do Thái rất là tức giận nha. Và họ cho rằng là bà ta là bà ta hiện đại đang là ứng cử viên cho phe cho đảng dân chủ thì bà ta phải là một cái người noi gương để mà cho người ta biết đó là đất nước Hoa Kỳ luôn luôn đứng đứng sát bên với cho Thái nhưng mà bà ta không làm như thế vậy. Nhiều quan chức cho rằng là cái quyết định mà tẩy chay của bà Kamala Harris là một cái điều đáng thất vọng. Thế giới tự do không thể có những cái nhà lãnh đạo mà không thể phân biệt được thiện và ác. Thì chúng ta nhìn thấy là biết ngay là bây giờ là phe, phe đảng Dân Chủ nó đang đứng về bên cái cái ác. Nó là tả mà, nó đâu có phải là hữu đâu. Trong khi đó thì bên phía bà Nancy Pelosi thì cũng có người phát ngôn của bà ta cũng lên tiếng cho rằng là bà ta sẽ không có tham dự cái cuộc họp thay vào đó thì bà ta sẽ gặp gỡ những công dân do thái và có gia đình phải chịu đựng sau cái vụ tấn công khủng bố Ủa tại sao bà ta phải chọn ngày hôm nay để đi gặp những cái người thân của những người mà người do thái những công dân do thái trong khi đó những ngày trước tại sao bà không bà ta không đi gặp đây cũng là một cái điểm mà chúng ta thấy được rõ cái bộ mặt thật của cái phe dân chủ nó như thế nào thì trong các bài phát biểu của Thủ tướng Do Thái trong ngày hôm nay đó thì là ông đã kêu gọi liên minh toàn cầu chống lại cái chế độ Iran mà ông cáo buộc là đã tài trợ cho các cuộc biểu tình này. Mà không những không những là cái chế độ Iran cáo tài trợ cho cuộc biểu tình mà cái tiền tài trợ đó cũng là từ Joe Biden mà ra. Từ cái chính quyền Biden này đã ủng hộ, đã đã đưa cho Iran khá nhiều tiền để mà chuộc về những cái con tin. Mà những con tin là những con tin mà phải nói là vô dụng. Ông thủ tướng địa Thái cũng đã đáp trả những cái người mà đã chỉ trích ông. Trong đó thì ông đã cáo buộc Tehran tài trợ và thúc đẩy cuộc biểu tình chống Do Thái ở ở Hoa Kỳ và gọi các nhà hoạt động vì hòa bình ở Gaza là những kẻ những kẻ ngu ngốc hữu ích của 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 của, của, của Iran. Và ông cho rằng là Iran là cái trục khủng bố đằng sau hầu hết các vụ giết chóc mang tính giao phái ở Trung Đông và ông lập luật, ông cũng lập luận rằng là Hoa Kỳ và Do Thái phải sát cánh cùng nhau chống lại Tehran và các lực lượng ủy nhiệm của nước này. Một cái điểm mà khá đặc biệt và khá nhạy bén tại vì ông Netanyahu ông là cái người rất là rành về cái chính trị của nước Mỹ. Ông biết cái phe nào thân ông và cái phe nào không có thân. Cho nên là khi mà trong bài phát biểu của ông ta ngày hôm nay đó thì là ông đã xoay người sang cái phe dân chủ và ông đã nói cho cái phe dân chủ biết những cái điều ông đã giải thích cho họ kêu họ phải ủng hộ do thái thay vì quay mặt với do thái và ông cho rằng là khi chúng tôi tự bảo vệ mình trên mọi mặt trận thì tôi biết rằng nước mỹ sẽ hỗ trợ chúng tôi cái ý của ông ta cũng cho rằng là để cho do thái làm những gì mà do thái cần làm mỹ chỉ cần ủng hộ thôi đừng có xen vào cái đừng có, có đừng có chĩa cái mũi mũi vào cái cuộc chiến của của họ và được biết rằng là ông cũng sẽ có cái cuộc gặp với cựu tổng thống Trump vào ngày thứ sáu tới đây ở Florida. thì như mọi người biết rồi, bên đảng cộng hòa là một cái đảng luôn luôn ủng hộ cho Thái hết mình. À, trong khi đó thì phe đảng dân chủ là cái đảng mà hiện tại bây giờ là coi như quay mặt đi với lại cho Thái và có vẻ như là đang đang bênh vực cho những cái tên khủng bố và cho rằng là bây giờ còn kêu gọi là à, ông Netanyahu nên ngưng cái chiến tranh tại vì là ông ta đã giết quá nhiều người ở, ở Gaza nhưng mà cái điển hình nhưng mà phải nói rằng là cái nguyên nhân là từ đâu ra ai là cái người khởi khởi động cái cuộc chiến mọi người thấy chưa nó tóm lại là mình cũng nên cũng nhắc một chút xíu về cái vấn đề cái 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 cuộc biểu tình như mình lúc nãy cũng nói nói sơ qua một chút xíu đó là đã có nhiều các cái cuộc biểu tình xuống đường ở thủ đô trong ngày hôm nay. Họ đã hạ cờ Mỹ này, đốt cờ Mỹ này. Tin cho biết là đã có ba lá cờ Mỹ đã bị kéo xuống và bị đốt, cháy rụi. tin cũng cho biết là một số người đã bị bắt, nhưng mà chắc chắn rằng họ bắt, bắt những người này xong rồi cũng thả thôi. Và bảo đảm 100% luôn là những người này sẽ không có bị ngồi tù, sẽ không bị ra tòa một ngày nào cả. Tại sao? cái khu vực trong thủ đô là do phe dân chủ nắm quyền từ quan tòa cho đến thẩm phán cho đến uh, luật sư đều là phe dân chủ cho nên họ biết những người biểu tình biết rõ rằng là họ sẽ không có bị tội sẽ không có bị gì cả có bắt họ rồi sau đó ba chục phút sau một tiếng sau cũng thả họ thôi cho nên là đó lý do là sao mà họ làm loạn lên họ đốt cờ rồi Đồ thứ đã xảy ra ở trong ở trong DC ngày hôm nay à, không không những thế nha mà vào ban sáng cũng đã có một nhóm đã xông vào nhà quốc hội để phản đối quý vị mọi người còn nhớ là mùng 6 tháng 1 nhớ không, nhớ General, à, mùng 6 tháng 1 là cái ngày mà phe dân chủ cho rằng là cái ngày mà đất nước Hoa Kỳ bị tấn công bởi những tên khủng bố ở trong nước nội chiến đó. và những cái người đã xông vào quốc hội Mỹ đó tất cả những người đó đã bị đem ra tòa xét xử những người đó đã bị nhốt ở trong tù từ khi mà joe biden lên nắm quyền cho đến bây giờ vẫn chưa đem ra xét xử họ vẫn đang ngồi ở trong tù đó mà khi mà họ vào trong đó họ không đập phá họ không làm gì cả họ chỉ đi vào trong đó và được cảnh sát mở cửa cho họ vào trong đó và bây giờ họ là bị bắt không những thế những người đang đứng ở bên ngoài thôi cũng bị bắt bị xét xử còn những cái còn những cái còn cái đám này cái đám biểu tình ngày hôm nay, họ xông vào bên trong và kêu gọi ngừng chiến tranh, ngừng xung đột. Kêu gọi là hãy để giải Gaza được sống, rồi ngừng bắn ngay lập tức. Tin cho biết là có khoảng hơn 200 người bị cảnh sát bắt. Nhưng mà sao? Như mình nói hôm nãy, bắt xong rồi cũng thả. Tại vì cũng chả có ai uh, buộc họ cái tội gì cả. Tại vì họ biết họ có cái lá bài mà họ có cái lá lá bài trắng rồi cho nên là họ muốn làm gì họ làm những cái người này đó tại sao những người này họ cũng xâm nhập vào quốc hội mà còn la ó biểu tình này nọ mà họ lại không bị không bị ra tòa không bị không bị phạm tội gì cả trong khi đó những người kia họ chỉ đứng ở bên ngoài thôi họ cũng bị phạm tội đó là để mọi người thấy được cái 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 cái, cái hai mặt của cái cái cái, cái đất nước hoa kỳ càng ủng hộ phe dân chủ thì càng có cái lợi hơn là ủng hộ phe cộng hòa là như thế vậy cho nên đó lý do là sao một cái tuổi trẻ đó nó luôn luôn ủng hộ và nó bầu cho bên dân chủ là vậy. Còn về cái vấn đề mình nói là chúng nó bị nhồi sọ từ truyền thông, từ báo chí thì cái đó là mình còn cái đó là cái chuyện chuyện sau nữa, mình không nói đến trong ngày hôm nay. Thêm một cái vấn đề nữa đó là chúng nó còn thả những con giòi những con dế vào trong cái khách sạn nơi mà thủ tướng uh, Netanyahu ở lại qua đêm. Uh, tin cho biết là đã có nhiều cái đoạn video quay lại cái cảnh tượng rất là kinh tởm khi mà dòi này dế này được nhìn thấy đang bò quanh trên một cái chiếc bàn ở trong cái khách sạn nơi mà cựu thủ à, tướng do Thái đang ở đó. Tổ chức giám sát của do Thái cũng đã lên tiếng cho rằng là cái phong trào Palestine tự do loạn trí đến mức nào, họ họ đăng cái video đó, họ nói như vậy và họ cho biết là những cái tên này đã lèn vào khách sạn và đã thả những cái con 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 dòi con con dế này trong phòng họp của, của của thủ tướng cho thái. Thế vậy thì uh, mật vụ ở chỗ nào? <laughs> cái này mình lại phải trở lại về cái vấn đề mật vụ. Mật vụ ở đâu? Tại sao lại để cho những cái tên này nó có thể lẻn vào được trong khách sạn mà lẻn vào cái nơi mà có thủ tướng cho thái. Về cái sự canh gác nó 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 cẩn mật đến mức nào. Mọi người thấy chưa? Đó, cho nên là cái này cũng là một cái điểm mà mình cũng phải thắc mắc. Đó lý do là sao mà bà giám đốc của mật vụ đã phải từ chức. Đáng lẽ là bà ta phải từ chức ngay lập tức, ngay sau khi mà Tổng thống Trump bị 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 ám sát hụt. Nhưng mà bà ta chờ đến ngày hôm kia bà ta mới từ chức. Và cái người đang thay thế bà ta cũng không có không có không có thua không có thua gì bà ta y chang y chang nhau cho nên là đó là cái lý do tại sao mà họ nói rằng là để cho cái nhân vật mới này lên thay thế đó thì cũng y chang như bà bà cũ kiểu như là hai cái bánh hai cái bánh xe thay cái bánh xe mới bánh xe đầu tiên nó bị bị xì Thế, cho cái bánh xe mới vô thì nó cũng y chang đó và đó là cái việc mà họ họ cho rằng là ngay chính cái việc mật vụ để bảo vệ thủ tướng cho thái mà còn để cho những cái tên những cái tên biểu tình này lẩn vào bên trong được thì làm sao mà họ có thể bảo vệ được cựu tổng thống trump và đó cũng là cái vấn đề mà bên tình báo bên mật vụ bây giờ đang lên tiếng cho rằng là xin cựu tổng thống trump đừng có những cái cuộc vận động ở ngoài trời nữa mà phải vào bên trong nhà bên trong những cái, vận, những cái hội trường để mà vận động tại vì họ nói rằng là họ sẽ không có đủ nhân lực và họ sẽ không có chắc chắn là có thể được bảo vệ được tổng thống trump nếu mà ông có những cái cuộc vận động ở ngoài trời như thế vậy nữa từ cái vụ uh, sát uh, ám sát vừa qua thì cái điểm này cũng là một cái điểm uh, yếu cho tổng thống Trump tại vì ông rất là thích được ở bên ngoài tại vì khi mà mình tổ chức một cái gì ở ngoài trời đó thì ông cái cái, cái, cái năng lực của ông nó sẽ mạnh hơn nó sẽ nó sẽ tốt hơn thay vì ở trong một cái khu cái không gian hẹp thì ông ta sẽ không có được cái 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 sự uh, năng động của mình. Thêm một cái điểm nữa đó là khi mà dồn khi mà buộc ông từ bây giờ cho đến cuối tháng 1, từ từ bây giờ đến đầu tháng 1, ông ta vận động ở bên trong trong nhà. Thì nó sẽ li, uh, sẽ liên quan đến vấn đề gì? Đó là vấn đề tiền bạc. Ở bên ngoài đó thì ông có thể chỉ đến một cái khu vực nào đó một cái, một cái 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 khu cánh đồng nào đó một cái 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 nơi nào đó có thể xin người ta cho tôi tổ chức cái cuộc vận động ở đây thì ok xong họ chỉ cần bỏ nó một chút xíu tiền thôi rồi dựng cái 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 khán đài lên là xong xuôi trong khi đó bây giờ vào bên trong thì họ phải mướn toàn bộ cái cái tòa nhà đó là một Để có khi nữa những cái tòa nhà đó mà nếu mà họ cho mướn sau này họ sẽ bị ghim nữa bị phe dân chủ chỉ mặt chỉ điểm nó là à, cái tòa nhà này đã cho đã cho phe cộng hòa mướn đây nè cho nên đừng có đừng có giao du, đừng có làm việc với cái tòa nhà này nữa. Đó, cho nên là đó cũng là một cái điểm mà nhiều người cũng sẽ lo lắng và họ sẽ sợ và họ sẽ không không chịu cho tổng thống Trump mượn cái cái tòa nhà đó, cái 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 sân vận động sân vận động đó để mà có những cái cuộc vận động của ông ta. Đó là một cái điểm mà mình thấy là cũng hơi nó nó không có lợi gì cho tổng thống Trump cho mấy nhiều người cũng cho rằng là tại sao khi mà ở bên ngoài đó thì vẫn tổ chức ở bên ngoài thay vào đó thì sẽ có những cái khung chắn uh, bằng bằng kiếng kiếng bảo vệ đó bọc ông ta lại thì cũng đó là một cái điểm cũng ok nhưng mà nhiều khi ông cảm giác như ông bị cô lập ra ở một nơi uh, người dân ở một nơi thì ông 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 không có cái cảm giác uh, thoải mái thì mình không biết được đó là mình theo mình suy nghĩ thôi và cũng theo theo một số người cũng suy đoán là như vậy. Tin cho biết rằng là ủy ban giám sát và trách nhiệm của hạ viện cho rằng là điều khôn ngoan nhất là tổng thống Trump nên tránh xa các địa điểm ngoài trời. Đến khi nào có được một uh, giám đốc mật uh, vụ mới, một cái người mà họ tin tưởng trao phó thì tổng thống Trump mới vận động ở bên ngoài trời lại. Còn bây từ giờ trở đi thì ông nên ở bên trong thì chúng ta không biết thế nào thì chúng ta chờ coi xem sao tại vì hôm nay thì tổng thống trump cũng đã có một cái cuộc vận động nhưng mà đó là cái cuộc vận động ở bên trong đó và khi mà nói đến vẫn tiếp tục nói đến tổng thống trump thì cái đội ngũ của cựu tổng thống trump cũng đã vừa mới gửi một cái đã gửi một cái khiếu nại đến ủy ban bầu cử liên bang cho rằng cái việc bà harris tiếp quản cái quỹ tranh cử của biden là sai quy định cái đó là sai quy định hoàn toàn nhưng mà phe dân chủ thì cho rằng là bà ta và Biden cùng liên 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 doanh với nhau thì cái vấn đề mà bà ta bây giờ sử dụng tiền của Joe Biden là cái chuyện bình thường. Nhưng mà hoàn toàn cái đó là hoàn toàn sai, tại vì cái tiền đó là cái tiền người ta ủng hộ cho Joe Biden. Thì Joe Biden bây giờ đã không còn ra tranh cử thì ông ta nên trả nên hoàn trả lại cái tiền đó cho cái những cái người ủng hộ ông ta tại vì cái tiền đó đâu phải là họ ủng hộ cho bà Kamala Harris, cho nên là bà nếu bà ta muốn thì bà ta phải đi tự tự đi vận động, tự đi vận động để mà xin tiền, chứ không thể nào mà tự nhiên có cái tiền uh, dơ, dơ ra cho bà như thế vậy, thì mình cũng thấy cái đây đây là một cái điểm mà bên uh, đội ngũ của cựu tổng thống Trump đã gửi cái khiếu nại, nhưng mà cái điểm cũng khó đó là để bắt đầu mà giải quyết cái khiếu nại này đó thì cũng sẽ phải mất đến sau cái cuộc bầu cử thì họ mới khiếu nại, tại vì nó, nó 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 tốn rất là nhiều cái thời gian, cho nên là coi như là gửi thì gửi vậy thôi, nhưng mà cũng chẳng làm gì được cả, thì cũng là để cho biết là phe dân chủ nó vi phạm như thế nào về cái đạo luật, về cái hiến pháp, về cái luật bầu cử vân 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 đó thì nó nó, nó phe dân chủ thì cũng đã đã phạm ngay ngay chính là đã đã lật đổ cho Biden để mà thay thế người khác là đó đó cũng là một cái cái điểm mà dẫm lên pháp luật rồi của phe dân chủ rồi họ họ tự cho họ là cái đảng được quyền cử người ra để tranh cử chứ không phải là do dân cử không phải là do dân bầu mọi người thấy không cho nên là nói tóm lại là cái phe này thì coi như là hết thuốc chữa rồi nhưng mà nhiều người thì vẫn tiếp tục ủng hộ cho cái phe phe dân chủ này tại vì họ cho rằng là phe này là một cái phe uh, luôn luôn uh, bảo vệ cái nền dân chủ thì bảo vệ ở chỗ nào thì mọi người cứ tự tự ngẫm tự suy nghĩ lấy xem họ có thật sự bảo vệ cái nền dân chủ hay không thì, thì tự biết và một cái bản tin cuối cùng như mình nói ban đầu đó là về cái cuộc điều trần ở uh, quốc hội ngày hôm nay của giám đốc uh, FBI ông Christopher Ray thì hôm nay ông này, Điều Trần và ông đã đưa ra nhiều thêm những cái thông tin. Và ông cho rằng là cái tên ám sát 20 tuổi này trước khi mà bắt đầu hành động đó thì đã từng tìm kiếm về cuộc ám sát của cố tổng thống Kennedy. Tin cho biết là vào ngày 6 tháng 7 thì tên này đã thực hiện tìm kiếm ở trên Google tìm chữ Kennedy. Và rõ ràng đây là một cuộc tìm kiếm có ý nghĩa quan trọng đối với trạng thái tinh thần của cái tên này lúc ấy. Đó cũng là cái ngày mà có vẻ như tên này đã đăng ký tham gia vào các cuộc biểu tình ở bất À, ông giám đốc FBI cũng cho biết rằng là tên này đã bắn ít nhất là 8 phát đạn từ vị trí trên sân thượng ám sát hụt ở Tổng thống Trump và đã giết chết một người tham dự và đã làm bị thương hai người khác. Tin cũng cho biết là tên này đã sử dụng súng trường kiểu tấn công AR-15 và cái những cái người đầu tiên quan sát tên này với vũ khí là khi tên này đang ở trên mái nhà. Một cái điểm nữa đó là tên này khoảng 11 phút là tầm 3 giờ 50 chiều đó đến 4 giờ chiều thì tên này đã dùng cái máy bay không người lái bay một vòng ở trên không trung để mà theo dõi cái đường bay cách nơi tổng thống Trump phát biểu tầm 200 m. Vậy thì cuối cùng cảnh sát mật vụ cảnh sát địa phương những người đã làm gì thì cuối cùng là bây giờ là họ nói rằng là họ có họ có theo dõi cái tên này nhưng mà sau đó thì tầm nhiều phút thì tên này đã lần trốn ở đâu đó thì họ không tìm ra được nữa có nghĩa là nói tóm lại là một cái một cái sự quá là lòng lẻo trong ngày hôm đó và cũng hên rằng là tổng thống trump xoay cái mặt đi một 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 nơi nếu không thì chúng ta đã thấy một cái cảnh một cái cảnh giết người trực tiếp ở trên truyền hình rồi. Thứ vị thấy có kinh khủng hay không. Nhưng mà rồi bây giờ người đứng đầu cơ quan mật vụ bà Kim Lee Chiro thì bà ta từ chức. Đáng lẽ bà ta phải bị sa thải thì đúng hơn. Nhưng mà bà ta từ chức. Đáng lẽ Joe Biden là cái người phải sa thải bà ta ngay lập tức. Nhưng mà ông ta không làm điều này. Ông này từ trước đến nay như tổng thống Trump cho nói có nói đó. Biden không hề sa thải nhân viên của mình, mặc dù nhân viên của mình phạm rất là nhiều những cái 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 lỗi lầm ở trong cái cương vị của họ nhưng mà Biden không hề sa thải họ. Thì mình nghĩ rằng là cái cuộc điều tra này nó vẫn còn tiếp diễn, sẽ còn dài dài. Và để có được câu trả lời hay không thì chắc chắn là cũng còn khá lâu mới biết được. Đó là một số những cái tin mà mình muốn chia sẻ đến tất cả mọi người trong chương trình ngày hôm nay và ngày mai thì mình sẽ nói thêm về cái bài phát biểu của ông Joe Biden trong ngày hôm nay cảm ơn tất cả các bạn và quý vị đã theo dõi và hẹn mọi người vào chương trình ngày mai